everybody, Habak here. Chào các bạn, mình là Habak đây. Công việc hiện tại của mình là thông dịch viên cho những khóa học nước ngoài và cũng là giáo viên tiếng Anh. Chắc hẳn các bạn đã học tiếng Anh rất lâu năm rồi. Hầu hết chúng ta học tiếng Anh từ hồi cấp 2, cấp 3. Vậy mà đến thời điểm hiện tại, hơn 10 năm rồi, các bạn vẫn không thể nào nghe được tiếng Anh. Các bạn không thể giao tiếp như ý mình mong muốn. Có thể các bạn nói phát âm không chuẩn, các bạn cũng không có nghe được. Từ vựng chúng ta biết rất nhiều, thế nhưng chúng ta lại không thể nào mà sử dụng được. Các bạn học trước quên sau. Vậy thì vấn đề là gì? Các bạn đã không học đúng trình tự của việc học. Đầu tiên, chúng ta cần phải học phát âm. Sau đó, chúng ta sẽ học nghe, rồi mới học nói, học đọc, rồi mới học viết. Thế nhưng, quy trình học ở trên trường gần như là ngược lại. Khóa học của tôi dạy bạn những bước căn bản đầu tiên mà bạn cần phải học trong khi bạn học một thứ ngôn ngữ mới, đó chính là phát âm và từ vựng. Đây là nguyên liệu để bạn có thể học nói được. Khi học phát âm, các bạn sẽ có khái niệm về mặt âm thanh chuẩn chỉnh nhất để khi các bạn nghe người nước ngoài nói, các bạn sẽ hiểu được. Và từ vựng, nếu như các bạn học không đúng cách, các bạn chỉ có ghi nghĩa ra thôi và các bạn không học vào bối cảnh cấu trúc câu, thực hành và có cảm xúc vui vẻ thì các bạn sẽ không bao giờ nhớ được cả tất cả những điều đó. Câu trả lời đều nằm trong khóa học phát âm căn bản và 1500 từ vựng thông dụng nhất. Tại sao bạn lại nên tham dự khóa học này cùng tôi? Bởi vì tôi cũng đã từng như bạn, tôi đã trải qua tất cả những cái cảm giác buồn bực khó chịu khi mình không nói được tiếng Anh. Và bởi vì những bài học tôi đưa ra cho bạn là chính xác những bài tôi đã học lại từ đầu để lấy lại căn bản như một người mất gốc. Tôi đang tự hỏi bạn sẽ đăng ký khóa học ngay bây giờ hay trong vài phút nữa. Bởi vì nếu bạn đăng ký chậm một ngày, bạn chậm học tiếng Anh một hôm thì cơ hội sẽ vụt khỏi tay bạn ngày đó. Hẹn gặp bạn tại khóa học. We'll be right back.